Trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Phú tọa lạc tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp là một ngôi trường có bề dày truyền thống và thành tích đáng tự hào trong công tác giáo dục. Với môi trường học tập thân thiện cùng đội ngũ giáo viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, nhà trường đã và đang góp phần ươm mầm cho những thế hệ học trò tài năng, đóng góp cho quê hương, đất nước. Trong hành trình dài của cuộc đời mỗi con người, ai cũng sẽ có những người thầy, người cô để yêu thương và trân trọng. Thầy cô, những người lá đò thầm lặng, đưa chúng ta qua những con sóng tri thức bao la rộng lớn. Họ là những người cha, người mẹ thứ hai, dìu dắt, nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ của chúng ta. Trong quãng đường học tập đầy gian nan và thử thách, em đã có may mắn được dìu dắt bởi biết bao thầy cô giáo tận tâm. Tuy nhiên, người để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô giáo Nga. Cô không cao lắm, cô có mái tóc dài ngang vai, mái tóc của cô được cắt tỉa gọn gàng, cầm lấy khuôn mặt trẻ xoan thanh tú. Mái tóc ngang vai giúp cô trông trẻ trung hơn so với tuổi của mình. Nổi bật trên khuôn mặt của cô là đôi mắt hiền từ, ấm áp và nụ cười rạng rỡ. Giọng nói của cô dịu dàng, truyền cảm, như lời hát ru đưa em vào thế giới tri thức bao la. Trong mắt em, cô chính là một giáo viên cần mẫn, một người lái đò tâm huyết. Cô đạt được nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy, đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, chiến sĩ thi đua và bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cô luôn hết mình vì học trò, luôn tận tụy trong công việc, miệt mài nghiên cứu tài liệu, sáng tạo phương pháp giảng dạy mới để giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Vì thế, không khó để hiểu tại sao cô luôn nhận được sự tôn trọng từ học sinh và các thầy cô giáo trong trường. Cô phụ trách giảng dạy môn khoa học tự nhiên. Em rất thích được học tiết của cô. Cô trình bày bài học một cách sinh động, thu hút, giúp em dễ dàng tiếp thu kiến thức. Cô sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy đa dạng như thí nghiệm, video, hình ảnh để minh họa cho bài học, giúp em hiểu bài một cách sâu sắc hơn. Mỗi tiết học của cô đều là một hành trình khám phá mới, đầy thú vị và bổ ích. Cô luôn quan tâm, động viên và khích lệ học sinh trong học tập. Cô thường xuyên đi lại trong lớp, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho học sinh. Cô cũng dành lời khen ngợi cho những học sinh học tập tốt và có ý thức tham gia vào các hoạt động học tập. Cô thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập nhóm, thảo luận, trò chơi, giúp chúng em học tập một cách chủ động và hiệu quả hơn. Cô không chỉ là người truyền kiến thức mà còn là người tổ chức những hoạt động vui chơi bổ ích giúp chúng em phát triển toàn diện. Em rất thích những trò chơi mà cô tổ chức để giúp chúng em thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Qua các hoạt động mà cô tổ chức, chúng em cũng học được tinh thần đoàn kết, hợp tác và sự sáng tạo. Em cảm thấy rất biết ơn cô vì đã tổ chức cho chúng em những hoạt động trò chơi thú vị và bổ ích. Nhờ những hoạt động này, chúng em đã có những kỷ niệm đẹp đẽ và vui vẻ bên nhau. Em cảm thấy rất may mắn khi được học môn khoa học tự nhiên với cô. Cô là một giáo viên tận tâm, nhiệt huyết và luôn truyền cảm hứng cho học sinh. Nhờ có cô, em đã có thêm niềm yêu thích môn khoa học tự nhiên và học tập tốt hơn. Em cũng rất ấn tượng về buổi ngoại khóa sức khỏe sinh sản vị thành niên mà cô phụ trách. Em còn nhớ như in trong buổi ngoại khóa, em đã được tham gia nhiều hoạt động thú vị. Buổi ngoại khóa đã giúp em có những kiến thức và kỹ năng cần thiết về sức khỏe sinh sản, tình dục và tâm lý lứa tuổi. Đây là nền tảng giúp em phát triển toàn diện, có những hành vi ứng xử phù hợp, góp phần bảo vệ bản thân và xây dựng một xã hội văn minh, phát triển bền vững. Bên cạnh tài năng và trí tuệ, cô còn là một người vô cùng yêu thương học trò. Cô luôn quan tâm đến từng học sinh trong lớp, từ việc học tập đến đời sống tinh thần. Cô thường xuyên trò chuyện tâm sự với chúng em, giúp chúng em giải quyết những khó khăn trong học tập và cuộc sống. Những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô luôn âm thầm giúp đỡ. Cô vận động các mạnh thường quân quyên góp sách vở, đồ dùng học tập. Mỗi năm gần tới Tết, các em học sinh nghèo hiếu học đều nhận được học bổng quà Tết từ các mạnh thường quân do cô vận động. Nhờ sự giúp đỡ của cô, nhiều bạn học sinh đã có thể tiếp tục tới trường học tập. Tấm lòng yêu thương, giúp đỡ của cô không chỉ giúp đỡ học sinh về mặt vật chất mà còn mang đến cho các em niềm tin và nghị lực để vượt qua khó khăn. Cô luôn động viên, lệ chúng em học tập tốt, rèn luyện đạo đức để trở thành những người có ích cho xã hội. Cô thường nói với chúng em, niềm vui của người thầy cô chính là sự trưởng thành của học trò. Khi nhìn thấy học trò của mình đạt được thành công, thầy cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Nghề giáo viên là một nghề thầm lặng nhưng vô cùng cao quý. Nghề thầy giáo như người lái đò thầm lặng đưa những thế hệ học trò sang sông tri thức vun đắp cho tương lai của đất nước. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cô, người đã dìu dắt và truyền cảm hứng cho em trong học tập. Em sẽ luôn ghi nhớ những bài học quý giá mà cô đã truyền dạy cho em. Em hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành những con người có ích cho xã hội. Hay những người lại đò thầm lặng như dòng sông trở lặng phù sa, như bài hát không lời để suốt đời bên trang giáo.